giả thân mến, xây dựng nông thôn mới tại thành phố chúng ta đã thật sự trở thành phong trào lớn, có ý nghĩa và lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ sự định hướng kịp thời bằng những nghị quyết xác thực của Đảng bộ các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thới Lai và Cờ Đỏ, mọi tầng lớp nhân dân đã tích cực cùng hưởng ứng tham gia. Đảng bộ các địa phương đã rút ra nhiều kinh nghiệm và có những định hướng tiếp theo để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao. Sau hơn 12 năm xây dựng nông thôn mới, Cần Thơ đã đạt được những kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Từ những thành tựu đó, Đảng bộ các địa phương đã rút ra bài học kinh nghiệm, đó là triển khai thực hiện phong trào phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Xác định công tác tuyên truyền là một quá trình xuyên suốt, liên tục. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng và vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động các khối thi đua trong tổ chức thực hiện. Xã Thạnh An đã hoàn thành mục tiêu nghị quyết đảng bộ địa phương trước thời hạn 2 năm, chính là nhờ đã phát huy vai trò của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và trong cộng đồng dân cư để tạo cái sự đồng thuận, sự nhận thức cao trong cái chung tay góp sức để cùng nhau xây dựng cho tiêu chí đạt cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Ban Thường vụ Huyện ủy, các địa phương, chi đảng bộ các xã cần quan tâm chỉ đạo sâu sát thực hiện phong trào thi đua nhánh theo từng lĩnh vực chuyên ngành như là nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, phát triển hợp tác xã, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy liên danh, liên kết và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Đối với thông tin tuyên truyền, cần chú trọng giới thiệu nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, các điển hình tiên tiến, cách làm hay và sáng tạo. Cần đa dạng hóa nguồn vốn thông qua hình thức lồng ghép các dự án hỗ trợ có mục tiêu, đặc biệt nên công khai các khoản đóng góp của các nông hộ theo nguyên tắc tự nguyện và được Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Đầu năm 2022 thì huyện ủy đã ban hành nghị quyết để mà tập trung xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở nghị quyết của huyện đảng bộ thì các cấp ủy, đặc biệt là ban chỉ đạo xây dựng mới của huyện, rồi là các xã thị trấn tập trung tuyên truyền để mà thực hiện cái đạt cái theo cái chỉ tiêu nghị quyết của huyện ủy năm 2022. Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là đảng bộ của Thới Đông và Thới Xuân tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động trong hệ thống chính trị, các ngành các cấp cũng như quần chúng nhân dân tham gia thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Còn về phía huyện thì tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và hỗ trợ giúp đỡ cho hai cái đơn vị này để làm thế nào cuối năm 2022 hoàn thành các cái tiêu chí theo cái bộ tiêu chí mới. Cần Thơ đã đi qua 2/3 đoạn đường thực hiện chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cần có sơ tổng kết đánh giá lại hiệu quả, vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng để thời gian tới rút ngắn được quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.